dài 3 mét sạc siêu tốc. Sạp hàng nhỏ với vài chiếc dây sạc này đủ giúp anh Huỳnh kiếm được hơn 100.000 mỗi ngày. Số tiền không nhiều, nhưng với một người đã từng bị tai nạn mất khả năng lao động như anh thì cũng đủ trang trải cuộc sống. Cạnh đó là chiếc xe ôm của ông Hùng, bố anh. Sau một thời gian nghỉ do dịch Covid và xe bị hư hỏng không thể chở khách, giờ chiếc xe đã được sửa lại. Ông Hùng cũng có thu nhập mỗi ngày. Tiền vốn của anh Huỳnh, tiền sửa xe cho ông Hùng chỉ 1-2 triệu đồng, nhưng nó đã giúp gia đình ông vượt qua được lúc khó khăn nhất. Quỹ hỗ trợ cho cái sửa xe, sửa cộ rồi thì mua bảo hiểm, đóng tiền học cho hai đứa trẻ, cấp cho gạo nước, nó cũng đỡ cho rất nhiều cho gia đình, tăng thêm cái phần coi như là tinh thần, nó gọi là khuyến khích cho gia đình trong anh em coi như là con cháu coi như là nó cũng đỡ vất vả đi. Cũng được hỗ trợ số vốn nhỏ, anh Hà đã đủ sức mở một mẹt hàng ngô khoai ngoài chợ. Một mình anh nuôi hai con nhỏ, dịch Covid đến, có lúc anh đã thấy tuyệt vọng. Nhưng giờ, anh đã có thu nhập ổn định, cũng được hỗ trợ tiền thuốc mỗi ngày. Hai đứa trẻ đã có hy vọng về một cuộc sống ổn định hơn. Mình được hỗ trợ là được 900 mấy, là được một bịch khoai và 20 cân cô và 10 cân lạc. Chỉ mong sao đúng rồi, công việc nó suôn sẻ để mà sức khỏe mình được khỏe, để mà đi làm, để mà kiếm tiền để ấy nuôi dạy các con cho nó cho thành người. Gia đình ông Hùng, anh Hà chỉ là một trong số rất nhiều những lao động tự do được quỹ Mỗi Ngày Một Quả Trứng hỗ trợ kể từ khi dịch Covid bùng phát hồi đầu năm nay. Trong thời gian giãn cách xã hội, quỹ đã hỗ trợ khẩn cấp cho các lao động này những nhu yếu phẩm. Còn từ cuối tháng 4, quỹ chuyển sang giai đoạn 2 là hỗ trợ sinh kế cho các gia đình, từ cấp vốn buôn bán, mua bảo hiểm y tế, hỗ trợ tiền học cho các em nhỏ. Mục tiêu đặt ra cho giai đoạn này là giúp những người lao động tự do phục hồi và phát triển cuộc sống. Cái hỗ trợ phục hồi thì ví dụ như là để giúp cho mọi người có thể quay lại cái công việc cũng như là cái cơ hội để kiếm thu nhập. Thế còn phát triển thì đấy là SC Media muốn tạo ra một cái cơ hội để mọi người có thể bứt phá khỏi cái cuộc sống của họ bằng cách là có thể cấp vốn cho họ để họ có thể có thêm thu nhập, có cuộc sống ổn định hơn, hoặc là chuyển đổi bản thân cái nghề nghiệp của họ. Ví dụ như trước đây thì họ đi bán vé số thì có thể cấp vốn để họ có thể bán nước, tạo thu nhập tốt hơn, thì sẽ tạo cơ hội để giúp đỡ chính bản thân họ và thành viên khác trong gia đình. Thời điểm này, khi dịch Covid lại bùng phát ở một số tỉnh thành, quỹ tiếp tục tìm cách hỗ trợ những người lao động tự do tại thành phố Đà Nẵng, nơi đang thực hiện cách ly vì dịch bệnh diễn biến phức tạp.